Tiếp theo là cái combo 308 nha quý vị. Combo này có 3 cây sâm hương nha quý vị. Cây số 1 nè. Đó, 3 cây 200 bao ship ha, cây số 2 nè. Cốt cành có hết rồi, về nó xì tượng này ra là quý vị kéo ra cái thành cái cây rồi ha quý vị, mốt rồi hút vô tới đây luôn ép vô chậu. Cây này cây số 3 nha quý vị. Đó. Rồi 3 cây 200 nha, cái bầu này thì lấy cái bầu trên thôi, còn hai bầu này tôi đóng luôn cho ha. Rồi xuống luôn nha quý vị. Có lon bò cụm tỷ lệ nè. Ngón tay tôi tỷ lệ nha quý vị. Rồi xuống luôn nha quý vị.